Ok, và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhá. Mình là Thế Di đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Pokemon Unite nha anh em. Và nếu anh em nào thích thì hãy để lại cho mình một like nhá, một comment và một chia sẻ. Rồi, thì chúng ta bắt đầu thôi. Nhớ đâu được cái thời trang ngon thì sao? Thử mở cái quả cầu ra xem, trong này có gì? Có đôi giày. Có đôi giày để gọi là trang sức cho cái trainer của mình thôi anh em ạ. Hôm nay sẽ chơi Pokemon gì nhỉ? Tôi đang suy nghĩ, tôi sẽ chơi con Tree đây. Có nhiều con quá. Có con Greninja có vẻ nó rất là khỏe anh em ạ. Chứ con gì bây giờ nhỉ? Slowbro. Có con Mandamai. Không có tăng cơ kìa. Fuck you. Không tăng cơ thì mình phải chơi ấy rồi. Chơi Snowlass rồi. Chắc chắn là không có tăng cơ mà. Tăng cơ đào ra. Team không có tăng cơ thì ăn đòn. Chúng ta có Heavy Slam. Chúng ta có skill gì đây? Skill 2 là skill gì đây? Chill Rest à? Để ngủ à? À mình sẽ lấy cái block anh em á. Lấy cái jaw hoặc là cái block. Chúng ta lấy cái block ấy. Block tạo ra tường chắn anh em ạ, khá khỏe. Tường chắn đòn đều gọi là giảm hiệu ứng á. Bên nó thì cũng không có tăng cơ. Con Mr. Mime là con support anh em ạ. Con support này nó khá là cùi. Cùi mía, con support này không khỏe đâu. Nó tạo ra cái tường chắn thôi, không có gì. Giờ mình chơi Snowlass cho nó khỏe anh em. Cho nó gọi là tăng cơ được. Team mình có tăng cơ. Có đi rừng là Greninja, có Dam Alolans. Có Talonflame cũng là đi rừng. What? Bên đó có Talonflame này. Có Lucario, có Alolan này, có Blastoise này. Không có tăng cơ à? Có Blastoise có phải tăng cơ không ta? Mình không biết có phải tăng cơ không. Let's go. Mình lấy cái chiêu Tickle ha. Chắc mình sẽ đi lên trên à. Mình sẽ cố gắng thủ ở cái đường này anh em. Mấy con này thi nhau có một con đi rừng kìa. À, treo con chim anh em ạ. Ok. Cũng hy vọng là nó sẽ khỏe khỏe một tí. Chiêu Red sẽ hồi máu cho chúng ta anh em. Nào nào nhanh 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 nhanh. Ten 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 ten. Chiêu Red là hồi máu thôi. Rồi, đánh con đấy, đánh con cua này cái. Cái nổ gì đây? Hồi máu anh em ơi. Tôi hồi máu rồi. Chết ngay, va vẩn, đấu nào tui hả? Ăn cái bãi này cái lên cấp cái anh em ơi. Lừa mà, cho ta lừa nó mà anh em. Mày tuổi gì? Mày tuổi gì? Nice. Heavy Slam. Cho có Heavy Slam. Hồi máu gái anh em ơi. Chúng ta đang trên này đang khá tốt đấy, khá ổn à. Heavy Slam. Đánh đây, đánh đây, đánh đây. Tiến hóa rồi. Đám hơi to ha. Ngủ. Mình đang có full 30 cái này. Từ đã. À đông hết. Khó chơi thật đấy. Lúc nãy mình giết con này bây giờ nó cay cú anh em ạ. Nó đấm mình anh em ơi. Ai cho mày vào? Ai cho mày vào bây giờ? Ai cho chúng mày vào đây? Hả?
chúng mày vào đây. Ui đông lắm anh em ạ, chơi này đông quá. Mình đi vòng đằng sau được không nhỉ? Mình đang có 30 cái mình phải đi vòng đằng sau anh em. chưa nhầm à đánh con này mà nice. Ok, chúng ta sẽ học được một chiêu mang tên là block, có thể khỏe dã man anh em ạ. Chắn hết rồi bạn ơi. Anh về đã cưng ơi. Một mình cân trên này anh em ơi. Rồi ok. Let's go. Chạy đâu cưng. Con khỏe quá, con này dành cho những người mới chơi anh em ơi. Con này thì anh em nên dành cho người mới. Mình đứng từ trên này từ lúc nãy giờ chẳng đi đâu. Nice. Có chiêu anti mesh move. Khỏe lắm luôn. Cái này chiêu dậm xuống. Ok, xuống dưới này anh em ơi. Mr. Boy. Mr. Boy. Ok, Mr. Boy không đỡ được rồi. Team này đỡ nào được mình. Tuyệt tôm. Các bạn nghĩ là các bạn tuyệt tôm. Lên trên đấm bọn kia trên kia nhỉ. Chết ngay, lao nhỉ. Trên kia có con Galleons. Đánh boss em ơi. Mình có chiêu block, có thể là block dam được anh em ạ. Con khỏe quá. Rồi. Con này dành cho những người mới chơi nha anh em, theo mình thấy như vậy. Hoàn hảo, mình có tuyệt chiêu Ultimate Move. Vãi lều, đây tạo khiêng này. Đánh đi cưng. Có 5 cái à? Team nó không thể nào mà đỡ được. Chúng ta chưa thèm dùng cái tuyệt chiêu anh em ạ. Tuyệt chiêu. Con trâu này, con bò này. Dậm mày này, cưng. Galleon. Nào, giết mày. Tuổi tôm à? Các bạn tuổi gì mà các bạn có thể đấu được chúng tôi? Vãi lều. Đánh đi, đúng rồi, ok. Mình sắp chết. Sợ hãi các kiểu của đà điểu anh em ạ. Hảo thật. Heavy slam. Đuổi. Các bạn nghĩ các bạn đuổi được á? Các bạn tuổi tôm mà các bạn nghĩ mà đuổi được chúng tôi ấy.
chán cho anh em. Mẹ nó sắp đèo, sắp đài này, sợ thật. Khỏe quá. Ây à. Chạy đâu cưng? Ui ôi, khỏe. Bọn này cũng khỏe và team mình cũng khỏe anh em. À. Khả năng stun rất là ngon anh em ạ. Mà một trong con anh em nên chọn ha. Mình thấy anh em nên chọn con này. Question đấy. Độc độc à, thêm ấy. Tuổi cái tuổi, xin cái tuổi các bạn nè, cho có ultimate move. Thắng luôn rồi, ảo quá, áp đảo quá. Ủa, 734 với 135 anh em ạ. Mình chơi con tăng cơ cái là bọn nó bắt tắt điện ngay. Tôi không được MVP kìa, tí MVP kìa. Giết 5 và hỗ trợ tận 19 ạ, siêu support đi rồi. Con Mr. Mai vừa bị đánh lúc vừa đánh như yếu lắm, không ổn lắm, nó phải chơi phải có kèm tăng cơ anh em ạ. Team mà không chơi tăng cơ là nó thua thôi.